Còn nhà si cũ số 49 bên phía khán đài. Bây giờ hai đội vẫn còn khá so kè với nhau. Chúng ta cùng chờ xem ở những mét cuối cùng thì chiến thắng sẽ thuộc đội ghe nào. Rất là hồi hộp khi hai đội vẫn là so kè với nhau. Không tức chấp nha si cũ. Và hiện nay chỉ còn khoảng 30 mét nữa thôi. Không tức chấp sẽ giành hạng 3 hay là nha si cũ. Chúng ta cùng chờ xem. Không tức chấp hình như đang dẫn trước một chút so với chiếc nha si cũ của Kiên Giang. Nhưng khoảng cách này khá xích sao. Và bây giờ lúc là nha si cũ đang tăng tốc. Chúng ta cùng chờ xem. Gần như hai chiếc ghe gần như về đích gần một lượt với nhau. Chúng ta cùng hãy chờ quyết định từ ban tổ chức, từ tổ trọng tài của ban tổ chức để xác định chức danh hiệu hạng 3 thuộc về đội ghe nào. Hai đội ghe đã về gần như là cùng một lúc với nhau.